Chiều qua 11 tháng 8, Thiếu tướng Nguyễn Minh Triều, Phó Tư lệnh Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 quân khu 9, ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ đến kiểm tra công tác tiếp nhận, vận hành tiếp nhận bệnh nhân nhiễm COVID-19 vào điều trị tại bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 6B. Công tác chuẩn bị của bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 6B về quy trình tiếp nhận bệnh nhân, đảm bảo đầy đủ cơ sở vật chất, lực lượng, phương tiện, trang thiết bị y tế, hệ thống xử lý nước thải đã sẵn sàng để bệnh viện đi vào hoạt động vào ngày hôm nay 12 tháng 8. Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 9 và thành phố Cần Thơ tin tưởng, cùng với sự nỗ lực quyết tâm của đội ngũ y bác sĩ bệnh viện, sẽ góp phần giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên, sớm cùng với thành phố Cần Thơ đẩy lùi dịch bệnh. Tuy nhiên, trong quá trình vận hành cần chú ý an toàn, bảo vệ sức khỏe cho cán bộ, nhân viên y tế và người dân là trên hết, đảm bảo thực tốt an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Trước đó, Bộ Quốc phòng quyết định thành lập Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 6B tại Tiểu đoàn 410, Trung đoàn 932, Trường quân sự thành phố Cần Thơ cũ, quy mô trên 300 giường, nhân lực gần 100 y bác sĩ Bệnh viện quân y 121, Cục hậu cần quân khu 9 và thành phố Cần Thơ, đảm bảo tốt cho công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19 vừa và nhẹ.